vẫn sử dụng cây đàn Casio LK312. Cây đàn này thì cũng khá là dễ sử dụng, phím chức năng được làm rất là gọn. Thì đầu tiên đây là nút mở tắt nguồn đàn. Thì khi mở tắt nguồn đàn lên thì cái nút bên cạnh là nút tăng giảm âm lượng của đàn. Ví dụ như âm lượng của đàn nó đang ở thế này, mình muốn tăng lên thì ấn số cộng hoặc là giảm tiếng xuống bằng nút đặt trừ này. Bên cạnh đó thì nó sẽ có chức năng đây, cái này là bật và tắt trống của điệu. Cái nút bên này là nút mình sẽ bật những cái thứ tiếng có ở trong đàn để chơi. Ví dụ sau khi mình ấn cái này xong nhé, mình muốn chọn các cái tiếng phù hợp với bài thì mình sẽ nhìn sang bên này. Đấy, thì piano nó sẽ rơi vào từ số 1 đến 15. Đó. Piano điền từ 16 đến 29 chẳng hạn. Đó. Các cái điều vui ta thì nó từ 6, 7, 8, 10. Ví dụ bây giờ mình muốn chọn cái tiếng string đi, trong cái nhóm string này thì mình sẽ ấn số 91. Bằng cách là mình ấn này. Và mình xoay cái này. Thì mình sẽ có cái tiếng ở trong cái cụm string. Hoặc là mình sẽ sử dụng các cái tiếng khác có trong cụm này. Đây có tất cả là 400 tiếng cơ thầy. Sau khi chọn được tiếng xong thì mình sẽ chọn sang điệu. Mình chọn điệu bằng cách là mình sẽ bật vào cái này. Đấy, vào cái này nhé. Và bật cái chữ ACC lên. Đấy, AC đây, nó hiển chữ AC, nhấn cái nút này nữa. Thì khi đã ấn xong rồi thì mình lại nhìn sang cái điều ở đây. Thì nó sẽ có một số điều này. Ví dụ mình chọn EDM đi. Một. Sẽ dùng cái này để xoay. Đây. Làm vị trí số 10. Đấy, điều EDM. Thì mình khi mà mình đã bật cái này lên thì mình có thể bật được chế độ âm. Cái nút bên này khi mà nhạc đã chạy thì cái nút bên này là nút dồn trống nhé. Đó, dồn trống. Điều đi, nó sẽ có trống mộc thôi. Còn để sử dụng chơi piano thì mình chỉ cần bật đàn lên và đàn nó đã mặc định ở tiếng piano cho mình. Đấy, bây giờ mình tắt đàn, mình bật lên này, thì đàn nó sẽ mặc định ở tiếng piano cho mình nhé. Khi chơi piano trên cái đàn này thì nó còn có một cái chế độ nữa là chế độ tăng giảm tông. Bởi vì piano thì thường là các bạn sẽ chơi ở đềm hát chẳng hạn. Đấy, piano đềm hát thì mình sẽ ấn vào cái này. Đó, nó hiện số 0 trên màn hình. Mình sẽ dùng cái này để quay thì nó sẽ tăng tông lên. Đó. Đó, hoặc là giảm tông xuống. Nếu mình cảm thấy bài hát nó cao quá thì mình có thể giảm xuống. Nó rất là thuận tiện cho các bạn chơi piano đềm hát. Đấy, đàn này là đàn phím hộp, rất là nhỏ gọn để mà dễ mang đi. Với 400 tiếng và 50 điều nhạc với âm điệu rất là phù hợp thì Thuy nghĩ đây là một cây đàn khá lý tưởng để mình luyện tập